Sau khi nam em làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần 2, Trang Trần đã có những chia sẻ thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cựu người mẫu đang nhắn nhủ đàn em. Giữa lúc công việc tại Việt Nam đang ổn định, Trang Trần bất ngờ đưa ra quyết định là dẫn theo con gái sang Mỹ để gia đình được đoàn tụ và sẵn sàng bắt đầu làm quen cuộc sống mới nơi xứ người. Ngoài những bài đăng chia sẻ về cuộc sống ở nước ngoài, mới đây Trang Trần còn gây chú ý khi đăng tải bài viết về câu chuyện của bản thân trong quá khứ cũng như nhắn nhủ đến một nhân vật. Cụ thể, cựu người mẫu viết: "Cấm không cho em chơi Facebook, coi như mì không có úp mà ăn, rút kinh nghiệm em ơi, chịu khó im lặng rồi quay trở lại đi hát, show nhỏ cũng được, mọi người còn yêu thương nhé." Thực tế, tháng 10 năm 2021, cơ quan chức năng từng phạt người mẫu Trang Trần, chủ kênh YouTube Trang Khàn 7,5 triệu đồng với kết luận phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực trên mạng xã hội. Sau đó, cô bị đề nghị gỡ bỏ các video có từ ngữ tục tĩu, đồng thời xin lỗi công chúng. Kể từ lần bị phạt, cô đã rút kinh nghiệm và thay đổi để không tái phạm, gây ảnh hưởng đến công việc. Bài đăng mới của cựu người mẫu ngay lập tức thu hút nhiều sự quan tâm và bình luận từ netizen. Không ít người bày tỏ sự đồng tình với những chia sẻ của cô vì cho rằng nên kiểm soát lời nói, hành động, đặc biệt là khi hoạt động trên mạng xã hội để tránh bị sai phạm, vừa gây ảnh hưởng đến người khác, vừa rước thị phi cho chính bản thân mình. Dù cựu người mẫu không nhắc cụ thể tên ai trong bài đăng, nhưng nhiều netizen đoán ra được nhân vật mà cô muốn nói đến là nam em. Trùng hợp, ngày 9 tháng 4 vừa qua, người đẹp quê Tiền Giang đã có mặt ở Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 theo giấy triệu tập. Sau buổi làm việc, nam em bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng. Ngoài ra, Sở sẽ kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với hai tài khoản Facebook và TikTok của nàng Hoa Khôi. Nguyên nhân bị xử phạt có lẽ là vì tối 16 tháng 3 vừa qua, Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đã livestream và bất ngờ trèo ra ban công lúc nửa đêm. Hành động này được cho là nguy hiểm, gây ảnh hưởng lớn, nhiều người theo dõi theo hướng không mấy tích cực. Trước đó vào ngày 1 tháng 3, nam em đã đến Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc lần đầu tiên theo giấy mời. Qua nhiều livestream khơi gợi ồn ào quá khứ, tên lộ góc khuất showbiz tạo sóng dư luận, người đẹp quê Tiền Giang bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng. Theo Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nam em phải đóng tổng số tiền phạt 37,5 triệu vì hai vi phạm: một là có hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân, hai là hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau đó cô phải gỡ bỏ những bài viết có liên quan để khắc phục hậu quả. Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo Nguyễn Lệ nam em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính, mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Sáng ngày 10 tháng 4, sau buổi làm việc lần thứ hai với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như có nguy cơ bị chặn tài khoản mạng xã hội, nam em đã có động thái mới trên trang cá nhân. Theo đó, người đẹp lên tiếng về vụ việc ồn ào vừa qua: "Có tiêu cực thì cố gắng đi ngủ, trầm cảm mà không chỉ là hại mình mà còn hại người khác nữa. 2004, không còn đất cho trầm cảm toxic nữa, không thích nghi được, cũng phải cố thích nghi, cuộc sống này là phải sinh tồn, cá sống là cá bơi ngược dòng, người sống là người phải keep going." Ngoài ra, cô nàng còn đề cập đến việc quay trở lại showbiz: "Khi tôi đã tìm được động lực sống rồi, tôi sẽ quay lại showbiz trong một ngày không xa đâu."